Xin chào các bạn, đất nước Nhật Bản không xa với Việt Nam của chúng ta. Đây có lẽ là một trong những quốc gia gần gũi nhất với Việt Nam về nhiều mặt, như kinh tế, xã hội, văn hóa, phim ảnh. Đoạn phim ảnh này thì xin nói nhỏ thôi. Và nhất là bởi số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại đây rất nhiều. Có lẽ cũng chính vì thế mà chúng ta đã nghe nói nhiều về nước Nhật, về nền kinh tế hùng mạnh và đẳng cấp của họ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không bàn nhiều về điều đó. Khen người Nhật ở những khía cạnh như thế thì không biết bao giờ mới đủ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều độc lạ, thậm chí dị biệt của người Nhật Bản. Đây là một trong những quốc gia có nền văn hóa lâu đời, đa dạng và cũng rất kỳ lạ. Sẽ có những thứ mà bạn phải thực sự giật mình nếu biết người Nhật làm như vậy. Hãy bắt đầu ngay thôi nào, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta luôn đồng hành cùng nhau nhé. Có lẽ chúng ta đều biết rằng Nhật Bản nằm ở phía đông của châu Á. Họ là một quần đảo gồm hàng nghìn hòn đảo khác nhau. Indonesia được mệnh danh là vạn đảo thì Nhật Bản cũng ở mức hơn nửa vạn. Theo những con số thống kê thì Nhật Bản có khoảng hơn 6.800 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Nhưng ở đây có 4 đảo chính, đó là Hokkaido, Shikoku, Kyushu và Honshu. Đây chính là đảo có thủ đô Tokyo. Về mặt diện tích thì Nhật Bản nhìn hơn Việt Nam của chúng ta một chút. Họ có diện tích khoảng gần 378.000 km2. Trước đây chúng ta biết nhiều nhất về Nhật Bản có lẽ ở hai điều, đó là chiến tranh và thiên tai. Câu chuyện của chiến tranh thì cũng đã khá xa rồi. Còn thiên tai thì vẫn hiện hữu ở Nhật Bản mỗi năm, thậm chí mỗi tháng và mỗi ngày. Bão ở Nhật Bản không hề hiếm, còn động đất thì dễ gặp như cơm bữa vậy. Người ta tính trung bình mỗi năm ở Nhật Bản có tới 1.500 trận động đất. Tất nhiên có những trận động đất chẳng để lại hậu quả gì nhiều vì dư chấn của nó rất nhẹ. Nhưng như chúng ta đều biết, Nhật Bản từng phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của các trận động đất khiến cả sóng thần cũng đã từng xảy ra. Lần gần nhất, một trận động đất kinh hoàng và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản là năm 2011. Đồng thời, thảm họa kép do nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ đã khiến vùng này trở nên hoang tàn. Đó được coi là một trong những thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, chứ không riêng gì của Nhật Bản. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi thảm họa như thế, người Nhật luôn đứng dậy cực kỳ mạnh mẽ và nhanh chóng. Sự kiên cường chỉ là một trong nhiều phẩm chất đáng quý của người Nhật Bản. Họ còn là những người rất kỷ luật, chăm chỉ và sạch sẽ. Về khoản sạch sẽ này thì chúng ta đã được kiểm chứng nhiều lần, nhất là khi các cổ động viên của Nhật Bản cổ vũ tại các giải bóng đá quốc tế. Họ thường dọn dẹp rất sạch khu vực khán đài mà mình ngồi. Hoặc như khi đội tuyển Nhật Bản đến Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup, họ còn bố trí riêng những nhân viên hậu cần để dọn dẹp mọi chai nước mà các cầu thủ đã sử dụng trong trận đấu. Hành động đó dù rất nhỏ thôi nhưng cho thấy sự sạch sẽ đáng kinh ngạc của người Nhật. Người ta nói rằng phẩm chất đó đã được dạy từ nhỏ cho trẻ em Nhật Bản ở trong nhà trường. Chúng được dạy phải dọn dẹp nơi ở, bàn học, chỗ sinh hoạt, mọi thứ đều phải ngăn nắp. Cứ thế mà Nhật Bản là một đất nước ngăn nắp sạch sẽ thuộc top đầu của thế giới. Người dân vừa sạch vừa khoa học thì bảo sao đất nước không sáng sủa. Đã vậy, Nhật Bản còn là đất nước cực kỳ an toàn. Người ta so sánh với Mỹ chẳng hạn, tỷ lệ tội phạm giết người ở Nhật Bản thấp hơn Mỹ tới 15 lần. Về tỷ lệ tội phạm giết người thì Nhật Bản thấp thứ 2 trên thế giới, theo một báo cáo vào năm 2020. Điều này biến Nhật Bản trở thành một trong những nước an toàn nhất thế giới. Người ta còn gọi thủ đô Tokyo của Nhật Bản là thủ đô an toàn nhất thế giới, vì ở đây gần như không có tội phạm trên đường phố. Nhưng có một điều đáng buồn, đó là Nhật Bản có tỷ lệ tự tử rất cao, phần nhiều là vì áp lực tâm lý trong công việc và đời sống. Đó là một mặt trái của môi trường làm việc đầy khoa học, kỷ luật, nhưng cũng có quá nhiều áp lực ở đất nước này. Nói về Tokyo thì không thể không nói đến danh xưng đô thị lớn nhất thế giới về dân cư. Năm 2021, dân số ở cả vùng Tokyo vào khoảng 38 triệu người, trên một vùng có diện tích hơn 13.500 km2. Điều này đang chỉ đến một vùng miền rộng lớn của cả Tokyo. Còn nếu tính riêng khu vực nội đô của Tokyo thì dân số vào khoảng 14 triệu người. Đây là đô thị lớn nhất thế giới về mặt dân cư, không nơi nào có thể lớn hơn được nữa. Ở đây chỉ có người và người mà thôi, vô cùng đông đúc. Một số đô thị khác cũng nổi tiếng về dân số của thế giới, ví dụ như Jakarta của Indonesia có hơn 32 triệu dân, hay Delhi của Ấn Độ có hơn 27 triệu dân, nhưng chưa thể so sánh được với đô thị Tokyo của Nhật Bản. Mật độ dân số ở Tokyo lên tới 6.200 người trên 1 km2, tức là còn lớn gấp một vài lần mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội. Áp lực lên giao thông hay cơ sở hạ tầng ở đây là cực kỳ lớn. Chính vì thế mà có đến hơn một nửa người dân ở Tokyo sử dụng phương tiện công cộng như là phương tiện di chuyển chính. Tàu điện ngầm ở đây thường xuyên ở trong hoàn cảnh quá tải. Theo nhiều báo cáo, thường là quá tải tới gần 200%. Người ta phải chen chúc nhau trên từng toa tàu. Thậm chí ở Nhật Bản còn có cả những người được thuê chỉ để nhét hành khách vào trong các toa tàu vào giờ cao điểm sao cho kịp và sao cho nhiều hành khách nhất có thể. Đông đúc và chật chội thế thôi,
Nhưng tàu điện ngầm ở Nhật Bản được đánh giá là hệ thống tàu đúng giờ bậc nhất trên hành tinh này. Thời gian bị delay của họ trung bình chỉ là khoảng 18 giây mà thôi, gần như là không đáng kể. Tất nhiên, phía sau câu chuyện đó là cả một bí quyết. Những người lái tàu được huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt trên những chuyến tàu giả lập. Họ chỉ lái một tuyến duy nhất mà thôi. Nó quen thuộc tới nỗi nhiều lái tàu không cần bảng điện tử để biết họ đang lái ở tốc độ bao nhiêu và cần phải kiểm soát tốc độ như thế nào. Hơn thế nữa, mức độ cạnh tranh giữa các công ty tàu điện là rất lớn, nên chỉ bằng cách đúng giờ và chuyên chở được thật nhiều hành khách, họ mới có chỗ đứng ở thị trường này. Người Nhật đúng như một cỗ máy vậy, mà cỗ máy của họ vận hành rất trơn tru, chính xác và lâu bền. Đấy là chúng ta đang nói tới tuổi thọ của người Nhật Bản. Họ là một trong những quốc gia có tuổi đời trung bình cao nhất trên thế giới, thường là nằm trong top 3 của thế giới. Nam giới bình quân sống đến 81 tuổi, còn phụ nữ thì khoảng 87 tuổi. Điều này thực sự đáng tự hào, nhưng ở góc độ nào đó lại mang đến sự mất cân bằng vì tỷ lệ sinh bây giờ ở Nhật Bản cực kỳ thấp. Người ta thống kê rằng số tã giấy bán ra cho người già còn nhiều hơn cho trẻ em, đủ để thấy Nhật Bản đang mất cân bằng như thế nào về vấn đề dân số. Nhưng yếu tố quan trọng giúp người Nhật Bản sống thọ như vậy phần lớn là nhờ lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học. Họ ăn rất nhiều thực phẩm từ biển. Mỗi năm, Nhật Bản tiêu thụ tới hơn 17 triệu tấn cá. Vốn dĩ đã là một quần đảo với nhiều sản phẩm đánh bắt từ biển, nhưng người Nhật Bản vẫn phải nhập khẩu rất nhiều vì nhu cầu quá lớn. Họ ăn rất nhiều cá biển, trong đó có những món cá sống như sashimi và sushi đã quá nổi tiếng. Ở Nhật Bản từng có chợ cá bán buôn lớn nhất thế giới, đó là chợ Suiji ở Tokyo. Nơi đây từng đặc biệt nổi tiếng về những vụ đấu giá cá ngừ đại dương. Dù vậy, vào năm 2018, một phần của chợ này đã được chuyển đến một nơi khác mang tên Toyosu, nên quy mô của nó đã bị giảm đi. Nếp ăn uống của người Nhật rất khác lạ. Ngoài việc ăn cá sống, họ còn ăn một món rất đặc biệt khác cũng từ thịt sống, đó là thịt ngựa. Món này có tên là Basashi, gồm thịt ngựa sống kết hợp với gừng và hành. Nhưng chưa hết, người Nhật lại ưa dùng KFC trong ngày lễ Giáng sinh, dù thực tế là nó chẳng hề liên quan gì đến nhau. Ở phương Tây, người ta dùng gà Tây trong dịp lễ Giáng sinh năm mới. Còn ở Nhật Bản, rất nhiều người lại gọi món gà rán. Quả là kỳ lạ. Một thống kê cách đây vài năm từng cho biết, có đến 3,6 triệu bữa tiệc Giáng sinh ở Nhật Bản có sự xuất hiện của gà rán KFC. Điều này đến từ thông tin đặt hàng của thực khách trong tuần lễ Giáng sinh, trước và sau ngày lễ. Giải thích được sự liên quan giữa gà rán KFC và lễ Giáng sinh thì thật là khó. Có một sự thật cũng khiến nhiều người nước ngoài luôn phải tròn mắt khi nhìn đến Nhật Bản. Đó là họ luôn xì sụp khi ăn những đồ như là bún hay là phở. Ở Việt Nam của chúng ta thì không lạ gì điều này. Nhưng người nước ngoài thì rất ngạc nhiên khi thấy người Nhật Bản như vậy. Họ ngạc nhiên vì tưởng rằng đấy là một hành động thiếu lịch sự. Nhưng không, với người Nhật Bản và Việt Nam của chúng ta, ăn phở, ăn bún hay các món ăn tương tự mà không xì sụp thì cảm giác sẽ thiếu thiếu thì phải. Vẫn là nét ăn uống, người Nhật rất thích biếu hoa quả khi đến nhà của người khác. Trong đó thứ được ưa chuộng nhất là dưa vàng hay là dưa lưới. Trông đơn giản thế thôi, nhưng loại dưa này được chăm chút cẩn thận và có giá cả rất đắt. Có những quả giá vài triệu đồng. Còn về đồ uống thì Nhật Bản rất thích bia, rượu và cà phê. Riêng về cà phê thì họ đặc biệt kết loại cà phê đắt tiền Blue Mountain của Jamaica. Nhật Bản nhập khẩu tới 80% lượng cà phê Blue Mountain của Jamaica sản xuất được mỗi năm. Dù đây là một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới, hương vị của nó đương nhiên là rất đặc biệt rồi. Điều này kênh thông tin đó đây cũng từng đề cập trong video về Jamaica trước đây. Mà ở Nhật Bản cũng có một thứ rất hay ho và phổ biến, đó là máy bán hàng tự động. Số lượng máy bán hàng tự động ở đây lên tới hơn 5 triệu, tức là cứ hơn 24 người dân đã có một máy bán hàng tự động. Người ta có thể mua mọi thứ từ những chiếc máy bán hàng này, từ đồ ăn, đồ uống, hàng tiêu dùng, thậm chí cả đồ chơi gắn mác người lớn nữa cơ. Nói đến đây mới nhớ, Nhật Bản có cả một nền văn hóa 18 cộng đặc biệt. Thôi, chúng ta sẽ không bàn nhiều về nền điện ảnh, chỉ nói về các phong tục hay các lễ hội của họ cũng đủ thấy đặc biệt rồi. Ví dụ như họ có lễ hội khỏa thân của nam giới, hay lễ hội mà mọi đồ vật, thậm chí cả rau củ quả cũng có sự liên quan về hình dạng. Và còn rất nhiều điều khó nói khác nữa về văn hóa đặc biệt của người Nhật liên quan đến vấn đề này. Các bạn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu cho kỹ càng hơn nhé. Còn nói chuyện về thể thao thì đúng là Nhật Bản rất mạnh ở môn bóng đá và nhiều môn khác. Chúng ta đều biết họ hay như thế nào khi gặp đội tuyển Việt Nam. Nhưng đừng nghĩ rằng bóng đá ở Nhật Bản là số 1, vì ở đây môn thể thao số 1 là bóng chày. Nhưng càng bất ngờ hơn khi môn thể thao này lại được xem bởi thế hệ những người lớn tuổi ở Nhật, còn bóng đá lại thuộc về thế hệ trẻ tuổi nhiều hơn. Ở Nhật còn có rất nhiều điều đặc biệt khác. Trước đây khi bị ốm, người ta sẽ đeo khẩu trang để không lây cho người khác. Còn trong dịch Covid-19 thì tất nhiên mọi người đều phải đeo khẩu trang rồi. Ở đây, người ta còn sinh ra những ý tưởng vô cùng kỳ lạ.
kiểu như quán cà phê mà nhân viên cosplay người giúp việc của gia đình. Dịch vụ ôm ấp thuần túy cho những người cảm thấy cô đơn. Nên nhớ là ôm ấp thuần túy thôi đấy. Giờ họ cũng rất tránh số 4 vì sợ đen đủi. Ngay cả nhiều tòa nhà cũng không đánh số tầng 4. Và thậm chí còn xây dựng cả những nhà vệ sinh mà bồn cầu biết hát để thư giãn cho người sử dụng. Đúng là có rất nhiều điều kỳ lạ và đặc biệt về Nhật Bản, bên cạnh câu chuyện về sự phát triển của nền kinh tế hay cuộc sống ở một trong những quốc gia phát triển nhất ở châu Á. Các bạn ấn tượng nhất về sự thật nào ở Nhật Bản? Và còn điều gì kỳ lạ hơn nữa mà các bạn biết về nước Nhật hay không? Hãy chia sẻ cho kênh Thông tin Đó Đây và tất cả mọi người dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.